Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những phút vừa qua với Cà Phê Sáng, và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay thì chúng tôi có một người khách đặc biệt. Cứ hai tuần thì quý vị lại có quyền rửa con mắt nhìn vào người đẹp coi để coi thử giá cả nhà cửa làm sao. Chào cô Thiên Hương đến với chương trình của chúng tôi sáng nay. Chào chị Thiên Hương. Chào anh Trọng. Chào. Hôm nay thì cô đến đúng lúc lắm. Chúng tôi rất nhiều người email, họ thắc mắc, họ hỏi, họ có thể nói là dao động lên ở đằng khác. Việc trước tiên giá càng giá nhà cửa lúc này như thế nào thưa cô Thiên Hương? Có dao động nhiều không vậy? Thưa anh Trọng, giá nhà cả hiện tại thưa quý vị, tại thời điểm này phải nói tại quận Cam thì mình nói là nên mua. Trước tiên là tại vì sao? Có hai yếu tố mà Hương nói nên mua thưa quý vị. Thứ nhất là dự định từ đây đến cuối năm, Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ tăng tiền lợi lên đến 5 chấm. Hiện tại thời điểm này thưa quý vị, lãi suất 30 năm cố định ngày hôm nay nó đã là 4.8, 75, 4.99. Wow. Trong vòng từ thứ hai cho đến ngày hôm hiện tại ngày hôm nay, tại vì có một cái sự biến động về cái tăng của thị trường chứng khoán, có sự biến động tăng cao nên nó ảnh hưởng, nó làm tăng tiền lời của 30 năm cố định thưa quý vị. Cái thứ hai nữa là vì lãi suất tăng nên làm cho một số người đi mua do dự. Cho nên hiện tại cái sức mình khi mình đi mua mình giảm cái sức cạnh tranh hơn. Tại Hương nhắc lại, khi mình đi mua là mình cạnh tranh mua nhà với một người đi mua khác nữa thưa quý vị. Cho nên hiện tại bây giờ nếu một căn nhà lên thị trường thì anh Trọng với chị sẽ thấy là giá nó ổn định hơn. Nó có thể so với 3 tháng trước nó giảm khoảng 15%. Nếu mà nói giảm thì không giảm, nhưng họ bỏ nhà trên thị trường với cái giá đúng giá thị trường hơn. Thế nhưng mà khách hàng mua có đồng học thừa của thưa anh Trọng, hiện tại bây giờ nhu cầu theo như anh Trọng với chị biết là ở trong quận Cam của mình giá đi thuê nhà vẫn quá cao, đúng như vậy. Cho nên là thực sự ra một gia đình Việt Nam, người Việt mình nói chung và người châu Á thích gia đình ở chung. Con cái lớn lên đi học thì vẫn khi mà đi làm có việc làm vẫn ở chung với bố mẹ. Thì một gia đình mà có hai đứa con mà ra trường thì mình có thể income thu nhập của hai người con nó cộng lại có thể trên 100.000 rồi anh Trọng, thì vẫn có thể đi mua một cái nhà 600 down 20% divide 400 to 450 nghìn thì rất là dễ dàng. Thế thông thường thì cái này là coi hỏi hơi đi xa chút xíu, nhưng mà người ta nói là giá nhà ở San Jose cao hơn giá nhà ở đây phải không Thiên Hương? Vâng, đúng thưa anh Trọng, rất là nhiều. Nếu như anh Trọng nhìn thấy một căn nhà hiện tại như một căn nhà quý vị thấy thường thường ở Grand Row mình đang thấy bây giờ, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, khoảng chừng 1.200 tới 1.400 living square feet, thì mình sẽ thấy ở San Jose giá ở đây khoảng từng là 650, thì mình sẽ thấy dưới San Jose nó sẽ gấp đôi, gần gấp đôi. Dữ vậy sao? Có những khu vực nó gần gấp đôi. Thế vì sao vậy, kỳ vậy? Ở đây mới là tốt hơn, ở đây mới là trung tâm thủ phủ của người Việt ở đây mà. Nó là trung tâm thủ phủ của người Việt, nhưng mà anh nhớ San Jose mình nó là trung tâm công nghệ, thu hút những cái công ty công nghệ, technology. Như Hiền muốn là chuẩn bị hỏi cô Thiên Hương cái gì đã? Về vấn đề bond, cái sự dao động của bond với cái cổ phiếu nó tăng, những cái đó nó tăng nhiều, có ảnh hưởng tới nhà cửa nhiều không? Bond tự nhiên là công cổ phiếu đó hả? Như Hiền muốn hỏi công cổ phiếu. That's a good question. Hiện tại bây giờ cái 30 năm cố định lãi suất nó dựa trên cái công cổ phiếu 10 năm thưa anh Trọng, thưa chị Huyền và thưa quý vị. Cho nên khi trong vòng từ tháng 5 2017 tới giờ thì công cổ phiếu 10 năm là đã tăng ở thời điểm cao nhất, hiện tại giá tăng của công cổ phiếu là 3.7. Cho nên khi mà công cổ phiếu tăng như vậy thì có nghĩa là sao? Cái lãi tiền lãi suất mà của những cái ngân hàng họ được có nhiều tiền lợi hơn. Thì như vậy nó sẽ thu hút những cái người đầu tư chuyển sang đầu tư công trái phiếu, thì nó sẽ an toàn hơn. An toàn hơn hoặc là đầu tư ở trong chứng khoán. Cho nên nếu như mình thấy công trái phiếu tăng đã thúc đẩy tính lãi suất ngân hàng nó tăng. Lãi suất ngân hàng tăng. Nhưng mà hiện nay chị Huyền với anh Trọng phải thấy là
cái sự mà đòi tăng lãi suất đi vay của Quỹ Dự trữ Liên bang nó vẫn còn tăng trong một cái sự dè dặt, chứ họ không dám tăng vọt nhiều. Tại vì cái sự tăng vọt nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức đi vay của người đi vay, nó sẽ giảm mất đi. Cho nên họ vẫn phải tăng một cách rất là thận trọng. Cho nên để vẫn giữ cái sức đi vay ngân hàng, vốn của ngân hàng nó ổn định. Thưa cô Thiên Hương, chắc là trong những ngày qua thì cô theo dõi cái thời sự thế giới, cô thấy rằng một cái cuộc chiến tranh mậu dịch tiếp tục gia tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ngày hôm kia thì Tổng thống Donald Trump đưa ra một cái gói hàng gần tới 200 tỷ đô la và ông đánh thuế 10%, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 9 tới đây và đầu năm 2019 tới đây sẽ lên tới 25%. Thì phía Trung Quốc họ cũng không ngần ngại gì, hôm qua họ đưa ra một cái gói hàng 60 tỷ đô la bao gồm tất cả những hàng công nghiệp, những hàng nông nghiệp và phải chịu cái ảnh hưởng thuế 25% khi nhập vào Trung Quốc. Cái tình trạng đó nó có dao động đến thị trường tiền bạc giống như nhà cửa ở đây và nó ảnh hưởng đến đời sống của mình như thế nào, thưa cô Thị Được? Thưa anh Trọng và thưa Huyền, cũng như thưa quý vị, đây là cái nhận định của em. Thứ nhất, mình sẽ thấy Tổng thống Donald Trump áp dụng thuế quan với Bắc Kinh, với Trung Quốc. Bây giờ mình chưa thấy cái ảnh hưởng to tát đến cái nền kinh tế của Mỹ. Mình chưa thấy. Nhưng thực sự cái sự ảnh hưởng này nó sẽ xảy ra trong vòng 3 hoặc 6 tháng tới mình mới thấy cái hệ lụy của nó, anh Trọng. Hiện tại bây giờ mình vẫn chưa thấy, nhưng chính vì cái lời tuyên bố và cái áp đặt thuế hải quan mới trên cái mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc, nó cũng làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán nó dao động trong từ hồi đầu tuần tới bây giờ nó cứ tiếp tục tăng vọt. Thì nó làm cho tiền lãi suất đi vay ngân hàng nó cũng tăng từ hồi đầu tuần cho tới hôm nay. Nó dao động không nó dao động trên cái tiền lời khoảng 0.25. Cho nên cũng có tăng. Nhưng mà mình nói khi mà Mỹ áp dụng cái thuế quan mới với Trung Quốc thì mình sẽ thấy nó sẽ nhiều người dự định là sẽ ảnh hưởng đến gây ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ trong một vài năm tới nữa. Nhưng hiện tại bây giờ mình chưa thấy. Tại vì theo nhận định của một số nhà chuyên môn, anh Trọng, là cái chu kỳ 10 năm của kinh tế của thế giới nó đang đến. Thì có thể có một cuộc khủng hoảng tiền tệ nó xảy ra nữa. Nhưng mình cái đó mình chưa có thấy nó rõ rệt lắm, anh Trọng. Như vậy là coi như là mai mốt là Nhi Huyền có bao nhiêu tiền tiêu hết nó khủng hoảng mà. Tiêu hết rồi cuối cùng không khủng hoảng lại. Đừng nghe lời anh Trọng nha. Nó bị khủng hoảng phải tiêu đi cho hết chứ để làm gì. Tới khi không khủng hoảng đi ra được ở hoàn toàn. Nhưng mà thưa Thiên Hương, thế cái vấn đề mà người ta nói trong quá khứ vừa qua, rất nhiều người đến từ Trung Quốc, đến từ Việt Nam, đổ dồn, đổ xô vào đây để mua tất cả những cái bất động sản. Thì cái ảnh hưởng của những cái sự việc trong những ngày vừa qua, nó có làm gia tăng hay là làm sụt đi cái số người đầu tư bất động sản ở cái Hoa Kỳ này, thưa anh Giờ Thế Nương? Có một cái điều anh Trọng phải thấy, hiện tại bây giờ, theo một cái nguồn tin, những cái người khách hàng mà đến Mỹ mua nhà, thưa quý vị, là họ bằng mọi giá, họ sẽ mang tiền của họ đi ra nước ngoài hoặc đến Mỹ đầu tư. Tại vì hiện tại thời điểm này chính sách tiền tệ tại Việt Nam, thưa quý vị, những người có đồng đô la mà gửi ở trong ngân hàng á, không có được trả tiền lời cao nữa. Họ đã giảm tiền lời cho những cái khách hàng mà có cái số tiền đô la gửi trong ngân hàng định kỳ. Cho nên vì cái tiền gửi tại ngân hàng đồng đô gửi tại ngân hàng Việt Nam nó không có cho tiền lời cao nữa, cho nên họ sẽ lấy những cái tiền này ra, họ bằng mọi cách họ chuyển ra nước ngoài, họ chuyển tới Mỹ để họ mua bất động sản, thưa anh Trọng. Vẫn đầu tư vẫn nhiều, đầu tư vẫn nhiều. Thế một cái câu hỏi mà những người địa phương này muốn hỏi cô nè, sáng nay tôi vừa mới nhận được, họ nói rằng trong cái thời điểm bây giờ liệu có nên mượn tiền nhà băng khi nhà mình có đủ cái liability á, để mình mượn á, để mình xây cái second unit để gia tăng những người cũng hoặc là cho mướn hoặc là sử dụng, thì liệu cái việc làm đó có nên xảy ra ở lúc này hay không? Cái đó là rất nên, thưa quý vị. Nếu quý vị nào mua nhà từ 2008 tới 2013 thì hiện tại bây giờ, tại vì tại thời điểm 2012 đó, cái giá nhà cao nhất ở Golden Road mà quý vị mua 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm hoặc 4 phòng ngủ khoảng 380-385. Hiện tại bây giờ những khu vực ở Golden Road giá nhà nó lên tới 600-650 hoặc 680, tùy theo. Gấp đôi. Thì nếu mà với cái nợ hiện tại mà từ 5 năm, 7 năm quý vị đang có, thì tổng cộng
cái first mortgage anh Trọng, họ đang trả là vừa tiền nhà, vừa thuế đất, vừa tiền bảo hiểm. Nếu họ không tái tài trợ mà lấy tiền ra thì tổng cộng họ chỉ trả khoảng 1.800 tới 2.200 là maximum, là nhiều nhất cho tiền nhà, tiền thuế đất và tiền bảo hiểm. Thì hiện tại bây giờ cái cách tốt nhất, nếu mình, tại lãi suất mình có cho 5 năm trước nó rất là rẻ rồi anh Trọng, nếu quý vị không muốn đụng tới cái nợ hiện tại của mình có thể có một cái cách thứ nhì là mình lấy cái home equity line trên nhà ra. Tại vì cái home equity line nó có lợi là anh Trọng, mình xài tới đâu người ta tính tiền lời mình tới đó. Mình có thể cái giá mà xây cái second unit hiện nay từ khoảng 130 cho đến 160, thì mình một cái, với mình đầu tư 130 hay 160 như vậy, mình có thể lấy cái xây một cái căn second unit 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, sao mình có thể cho thuê tới 1.500. Thì 1.500 đó nó dư sức để trả cái nợ second, hoặc là nó còn phụ tiền mình để trả cho cái first mortgage của mình nữa. Thì nên là thì như Huyền thấy mấy người mà làm tài chính họ hay họ biết cách tính kỹ còn hơn. Con số nó không bao giờ mà nói láo được hết. Tại vì khi mình nói được, mình phải có một con số cụ thể cho quý vị, để cho quý vị có một cái bài tính để mình tính có hợp lý hay không. Cảm ơn Thi Nương đã đến với chương trình của chúng tôi. Hy vọng với những cái tin tức về tài chính, về địa ốc sẽ giúp quý vị có một ít kiến thức nhỏ, hay là làm cho chúng ta hy vọng và tin tưởng vào những cái sự việc chúng ta làm liên quan đến vấn đề tài chính cùng vấn đề địa ốc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi sáng nay, và quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Thảo Yên qua Thời sự Thế giới. Hôm nay chúng tôi sẽ có một cái chương trình đặc biệt, mỗi tuần một vấn đề, và đây là cơ hội để quý vị gặp gỡ những người gọi là ủng hộ cho ông Tyler Diệp, và những người họ đang thắc mắc về số phận của ông này có những hoạt động như thế nào trong tương lai, vào chương trình mỗi tuần một vấn đề, và được sẽ chiếu trên kênh 56.7 vào lúc 7 giờ tối nay. Mong quý vị nhớ đón xem. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào quý vị.